Tôi là Hà My. Hiện tại tôi đang làm người mẫu tại Sài Gòn và tôi yêu thích công việc của mình. Thân thiện và hòa đồng, đó chính là cách nhận được hay nhận xét về tôi. Thế nhưng, tôi cũng có những bí mật của riêng mình. Và để tìm hiểu thêm về tôi, mời các bạn hãy cùng theo chân tôi vào bộ phim Âm Mưu Dày Góc Nhỏ nhé. Trong đời em chưa có ngày nào hạnh phúc như ngày hôm nay. Ông Tino, ông cho em cơ hội làm bộ collection ring. Anh cũng hên luôn á, anh được promotion in Vietnam. Ở Việt Nam 6 tuần lễ rồi, anh có nhớ em không? Nhớ chứ em, mỗi ngày anh suy nghĩ tới em không à. Mèo muốn ngủ, mèo muốn nhảy. Cái gì vậy? Alo, ai đó, hứa hồn tôi đi. Danny hả? Còn 4 tháng nữa em kịp đám cưới, mà giờ mới phát hiện ra là ảnh đang có người khác. Mà cuối cùng chả ngoại tình với ai? Danny nói là ba người yêu trước của bà toàn là doanh nhân Việt Kiều. Vớ vẩn, 5 người. Ôi, bộ nói giọng Mỹ hả? Tôi mê Mỹ lắm đó. Việt Kiều mấy người dễ thương quá à. Nói gì cũng tin hết. Vậy bạn có người yêu hay không? Chắc cũng có. Anh chỉ cần giới thiệu em vô cái giới của tụi nó. Mày muốn vô trong giới tụi nó hả? Mày soi gương lại mày đi. Sai bước. Mới đi được vài bước trên sân khấu đã tự gọi mình là người mẫu rồi đúng không? Phụ nữ lúc nào mà không ghen tị. Nhưng mình đâu thấy Hà My ghen tị gì đâu. Ai bảo không? Mọi người tìm bí mật của mình là ai? Không nói cho mọi biết đâu. Định chạy hả? Yes. Em đói. Tốt, mày là người mẫu mà.